khi nay yom an sa li ca ra ni yo anu ta rang bun nha khe tang lo ca sa ti sang khang a yu va tha nang chi vi tang ya va ni pha nang sa la nang ga cha mi na ti me sa la nang an nhang sang mê sa ra nang và rang nghe tê na sa cha wa chê na o tu mê cha ya mang kha lang ngô ta mang ghê na wan đê hăng sang khan cha ru vi tu ta mang sang khê yô kha li tô đô sô sang khô kha ma tu tang ma mang u ca sa văn tha mi phan tê chê ti yang sa pa sa ba ta ne su pa ti ti tan sa ri a ri ka ta tu ma ha po ting po ta ro pa sa ka lang sa tha va cha sa ma na sa chê va văn tha mê tê ta ta ka tê sa ya ne asa ne tha ne kha ma ne cha pi sam pa tha u ka sa van tha mi phan te sa phang a pa ra tan kha ma tha me phan te ma nya ka tang pun nhang sa mi na anu mo thi ta phang sa mi na ka tang pun nhang mai hang ta ta pang sa thu sa thu anu mô tha mi sam pu thế a tha vi san cha đa đa san cha sa ha sa ke pan cha sa ta sa ha sa ni na ma mi si ra sa ahang te sang tham man cha sang gan cha da re na na ma mi hang na ma ka ra nu pha ve na han ta wa sa phe u pa ta ve a ne kan ta ra ya pi ve na san tu a se sa tu sam put te pan cha pan ya sang cha cha tu vi sa ti sa ha sa ke da sa sa ta sa ha sa ni na ma mi si ra sa ang te sam tha man cha gan cha da re na na ma mi ang na ma ka ra nu pa ve na ta va sa pe u pa ta ve a ne ka an ta ra ya pi ve na san tu a se sa tu sam pu te na vô ta ra sa te a ta cha ta li sa sa ha sa ke vi sa ti sa ta sa ha sa ni na ma mi se ra sa hang te sang tham man cha sang gan cha da re na na ma mi hang na ma ka ra nu pa ve na han ta va sa pe u pa ta ve a ne kan ta ra ya vì na san tu a se sa tu nam mô mi sa ba bu ta nang u pa na nang ma hi si nang tan nang ca ro ma vi ro mê tan ca ro ma ha ya so sa ra nan ca ro lo ca hi tu di pan ca ro chu tin ta ro con đàn yo cha na pa mo ko mang ga lo pu ri sa sa po su ma no su ma no thi ro re va to ra thi va ta no so bi do gu na sam pan no va no ma da si cha no ta mo pa do mo lo ka pa cho to na ra do va ra sa ra thi pa do mo ta ro sa ta sa ro su me to a pa thi pu ka lo su cha to sa ba lo ka go pi ya da si na ra sa po a ta da si ka ru ni ko ta ma da si ta mo nu do si ta to a sa mo lo ke ti so cha wa da tang wa ro pu so cha wa ra do pu to vi pa si
cha anu pa mo si ki sa pa hi to sa tham vi sa pu su ka da ya ko ka ku san to sa ta va ho ko na ga ma no ra nan cha ho katsa po si ri sam pan no go ta mo sa ka ya pu ga vo te sang sa che na si le na khan ti metta ba le na cha te pi mam Anurakhantu arogena sukena chati atta visati me putta pureta vada saparami cetta vamarari sangamang puttatam samupagamunitena sakya vachena otu mecha mangalang apamado putto apamado dhammo apa mado sangho pa mana wanta ni sari sapani ahi vichika santapani unana pisara mumuksiki kata meraka katang meparitang patika mantu putani sohang namo bhagavato namo satanang sammasamputanang Namo me sapa tevanang sapa karaha cha tevanang Suriyan cha pamum cha tasasi pumo cha tevanang Butto palang Pavicha di chivo sukaro cha maha palang Sapa payang vinasanti Sapa kang vinasanti Sapa ro kang vinasanti Lakana ahang vandami sapata sapete vamam Parayantu sapata ete namangalate sena sapasoti Pavantu te Yam kinchi vitang itava urang vasakesu ayang rantanang panitang nano samam Adita tagatena idam piputera tanang panitang itena sakena Suvati otu kayang viragang amatang panitang yadachanga sakayamuni Samahito natena tamena samadhi kinchi Idam pi dhamme rantanang panitang itena sakena suvati otu Yam buddha seto pariwana yesu king samadhi manantari kanyamahu Samadhi natena samona vichati dampi dhamme rantanang panitang Etena sakena suvati otu ye pukhalata satang patsatta Jatari etan yoganunti te dakina yasugata sasavaka Ete sudina nima palani dampi sankhelatanang panitam. Ete nasakena suvati hotu yesu payutta. Manasadate nanikami nogotamasasanamite. Patipatta matang vigayalatamutani punting punchamanam. Idam pi sankhelatanang panitam etena sakena suvati otu varo varanyu varado vararo anuttaro dhamma varang adisa idam pi puteratanang panitam etena sakena suvati otu kinang puranang navam Nati sambhavam virata chitaya tike bhava suminte kina bhiya virun Ikyanda nibhanti tirayata yampadipo idampi sankhe Ratanang panitang etena sakyena suvati otuyanita bhutani Samakantani bhumani vayani vandati ketatakatang devamanutsa pujitang Puttang namasama suvati otuyanita bhutani Samakantani bhumani vayani vandati ketatakatang devamanutsa pujitang dhammam Namasama suvati otuyanita bhutani Samakantani Oh my.
ni ya ni van ta li ke ta ta ga tang te va ma nu sa pu chi tang sang kham na ma sa ma su wa ti ho tu ba hung sa ha sa ma pi ni mi ta sa bu tan tang ri me karam Udita gora sa se namarang dana cita maviti na cita wamuninto tante jasa bawan tu te jaya mangkala ni mara dire gama biyo cita sa para tinggorang panalawa gama gama tata yakang kantim Sutanta vitina citawa muninto dante jasa pawantu te jaya mangkala nina lagi ringka jawarang ati mata putam tawa kija kamasa niwa sudaru nantang metam puseka vitina citawa muninto dante jasa pawantu te Jaya mangkala ni oke daka gamati hata sutaru nantam Tawan tiyo jana padang kulima lawantam Iti pisang kata mano cita wa munindo dante jasa Pawantu te jaya mangkala ni kata wa nakata mudaram Iwaga piniya cinca ya duta wajanang janaka ya matye Sante na so maviti na cita wamuninto dante jasa Pawantu te jaya mangkala ni sakyang viha ya mati sakya Kawata ketong vata piro pita manang ati anta putang Panya padi pajalito cita wa muninto dante jasa Pawantu te jaya mangkala ninando pananda pujagang viputang Mahiting bote na tera pujage na dama payantu Ito padi asawiti na cita wa muninto dante jasa Pawantu te jaya mangkala ni duka ngadite Pucake na suta tahatam pramang viso ti cuti miti Pagam pita nang jana kate na viti na cita wa Muninto dan te jasa pawantu te Jaya mangkala ni eta piputa jaya mangkala Ata kata yo wa jodi na dine sarate Matan ji hita wa na ne ka vivita ni ju wa ta wa ni Mokang sukang ati kamaya naro sapanyo Mahakaruniko na to hita ya sapapalinam Pureta wa paramisa papato sampo di mutanang etena Sakya wa jena ho tu te jaya mangkalang jayanto Potiya mule sakaya nang nanti wa dano ewang tawam Vijayo ho hijaya su jaya mangkale aparajita Palang ke si se pata vi po karya pi se ke sa pa buddha nang aga pato pa muda ti su na katang su mangalang su pa patang su hu ti tang su kano su moho to cha su ritang pam ma chari su padakhinang Kaya kamang waja kamang patakinang patakinang mano kamang panitite patakinang patakinang nikatawa nalapang tate patakine Yantuni mitang awa manggalan jayo jamana posa kuna sasadu papagaho
đô su phi na ngã căn tăng phu tha nu pa ve na vi na sa min du yan du ni mi tam ava mang ga lan cha yo cha ma na po sa ku na sa sa do pa pa ga ho đô su phi nam a căn tăng tham ma nu pa ve na vi na sa min du yan du ni mi tam ava mang ga lan cha yo cha ma na po sa ku na sa sa do pa pa ga ho đô su phi nam a căn tăng sang kha nu pa ve na vi na sa min tu si ra sa minh no bu ta se to sa ri bu to cha da ki ne va mang se mo ka la no pu ra to pi ta ka ta yang pa chi me ma ma nan do ki na sa va cha tu di sa sa man ta lo ka pa la cha in da de va sa pra ma ka et sang anu pa ve na sa pe pa ya o pa ta va ne ka antaraya pi ve na san tu a se sa tu yam kin che rata nang lo ke vi cha ti vi vi tam bu to rata nang bu ta sa mang na ti ta sa ma so ti pa wan tu te yam kin che rata nang lo ke vi cha ti vi vi tam bu to rata nang ta ma sa mang na ti ta sa ma so ti pa wan tu te yam kin chi rata nang lo ke vi cha ti vi vi tam bu to rata nang sang kha sa mang na ti ta sa ma so ti pa wan tu te sa ka ta wa bu ta rata nang o sa ta ngu ta mang wa ra i tang te va ma nu sa nang bu ta chi te na so ti na na san tu pa ta wa sa pe tu ka bu pa sa men tu te sa ka ta wa ta ma ra ta nam o sa ta ng u ta mang pa rang pa la hu pa sa ma nang tha ma te je na su ti nam na san tu pa ta wa sa ka ta wa sang ka ra ta nang o sa ta ng u ta mang pa rang a hu nai yang pa hu nai yang sang ka te je na su ti nam na san tu pa ta wa sa pe tu ka bu pa sa men tu te i mi na bu nya ka me na yu pa cha ya gu no ta ra cha ri yo pa ka ra cha ma ta pi ta cha ya ta ka pi ya ma mang su ri yo chan ti ma ra sa gu na wan ta na ra pi cha pra ma ma ra cha Intra cha tu lo ka pa la ya de va ta nya mo mi ta ma nu sa cha ma sa ta Vya ri ka pi cha sa pe sa ta So ki on tu pun nya ni pa ka la li me so kang ta ti vi tang ten tu ki pang pa pe ta wo ma tang I mi na pun nya ka me na i mi na u ti se na cha ki pa hang su la pe che wa tan hu pa tha na se ta nang ye san ta ne hi na tham ma ya wa ni pa na to ma mang na san tu sa pa ta ye wa ya ta sa to pa ve pa ve u su chi tang sa ti pa nya san le go vi ri ya mi na ma ra la pan tu no ka sang ka tun cha vi re su me bu ta ti pa wa ro na to tham mo na to Vā rū tā mō nā tō bhakke kā bhūtto sāng khō nā tō tā rō mā māṁ Tē sō tā mā nū pā vē nā mā rō kā sāng lā pān tū mā kā sāt tā Chā pū mā tā tē vā nā gā mā e tī kā bhūn nhan Tāng nū mō dī tvā chī rām rā khān tū sā sā nā ngā kā sāt tā Chā pū mā tā tē vā nā gā Ma hi ti ka pun yan tang anu mô di tua chi ram ra khan tu de sa nang A ka sat tha cha pu ma tha de wa na ga ma hi ti ka pun yan tang anu mô di tua chi ram ra khan tu mang pa rang Te vo va san tu ka le na sa sa sam pa ti O tu cha pi to pa wan tu lo ko cha ra sa pa wan tu tam mi ko du ka pa ta cha ni tu ka pa ya pa ta cha ni pa ya so ka pa ta cha ni so ka On tu sa pe pi pa ni no e ta wa ta cha me hi sam pa tang pun ya sam pa tang sa pe te wa anu mo pan tu.
Ukasa manyang pante visung visung rakhanathaya tisalanena saha pancha sila niya jama dutiyampi manyang pante visung visung rakhanathaya tisalanena saha pancha sila niya jama tatiyampi manyang pante vị sung vị sung rakhanathaya tisalanena saha pancha sila niya jama. Bạch hóa chư đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích. Bạch hóa chư đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì. Bạch hóa chư đại tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Dạ nam mô Phuttaya, thay mặt đại chúng cùng con xin được thành kính cung thiện đại đức minh hạnh từ bi hoan hỷ, thay mặt cho đại đức tăng truyền tam quy ngũ giới đến hàng phật tử chúng con, nam mô Phuttaya. Dạ con xin được thành kính cung thiện đại đức minh hạnh ạ. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Con em hãy lòng thành kính làm lễ Đức Phật qua đó, ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh kiến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem lòng thành kính làm lễ Đức Phật qua đó, ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem lòng thành kính làm lễ Đức Phật qua đó, ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagava đó, ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagava đó, ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagava đó, ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Buddham Saranam Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Dhammam Saranam Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Sanghang Saranam Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Duttiyam Bi Buddham Saranam Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Duttiyam Bi Dhammam Saranam Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Duttiyam Bi Sanghang Saranam Gacchami, con đem lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Tatiyam Bi Buddhang Saranam Gacchami, con đem lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Tatiyam Bi Dhammang Saranam Gacchami, con đem lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Tatiyam Bi Sanghang Saranam Gacchami, con đem lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Buddhang Saranam Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quý Phật. Dhammang Saranam Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quý Pháp. Sanghang Saranam Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quý Tăng. Duttiyampi Buddhang Saranam Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quý Phật lần thứ nhì. Duttiyampi Dhammang Saranam Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quý Pháp lần thứ nhì. Duttiyampi Sanghang Saranam Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quý Tăng lần thứ nhì. Tatiyampi Buddhang Saranam Gacchami,
con đem hết lòng thành kính xin quý Phật lần thứ ba. Ta ti yam pi tham mang sa la nang ca cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quý Pháp lần thứ ba. Ta ti yam pi sang khang sa la nang ca cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quý Tăng lần thứ ba. Tỳ sa la na ca ha năng pa ri pun năng phép quy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. Na ma phan tế dạ xin vâng. Ba na ti ba ta we ra ma ni sa kha ba đăng sa ma ya mi. Con xin vâng dự điều học là có ý đánh xa sự sát sanh. Anadana Veramani Sakha Padang Samadhyami. Con xin vâng dự điều học là có ý đánh xa sự trộm cắp. Kame Sumichha Chara Veramani Sakha Padang Samadhyami. Con xin vâng dự điều học là có ý đánh xa sự tà dâm. Musawada Veramani Sakha Padang Samadhyami. Con xin vâng dự điều học là có ý đánh xa sự nói dối. Sura Merayamachapama Dathana Veramani Sakha Padang Samadhyami. Con xin vâng dự điều học là có ý đánh xa sự dễ uống rượu và cái chất sai. Panati pata viramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quý chân xa sư sát sanh. Adinna dana viramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quý chân xa sư trộm cắp. Kame sumicha chara viramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quý chân xa sứ tà dâm. Musavada viramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quý chân xa sứ nói dối. Sura meraya macha pamatathana viramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quý chân xa sự dễ dỗi uống rượu và các chất say. Imani bancha sikha badani sadhukang katawa apamadena nicha kalang sammarakitappang. Chỉ thiện tinh nên thọ trì ngũ giới này cho được trong sạch với vân giới hành theo cho đoạn đời chẳng nên dễ vui. A ma phan tê dạ xin vâng. Si lê na su ga tân yên tì, si lê na phô ga sàm bà đà, si lê ni ni phô tân yên tì, ta sà ma si lăng vi sô. Tha dê, các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cơ nên chư thiện tính ra ráng thọ trì dễ lực cho được trong sạch, đừng có lâm nhờ. Sa thu sa thu lành thay. Dạ, thay mặt đại chúng trong room con xin được thành kính tri ân đại đức Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ thay mặt cho đại đức tăng chuyển tam quy ngũ giới đến hàng Phật tử chúng con với lòng thành kính làm lễ tán chức tam bảo tụng kinh thọ trì quy giới phần phước phát sanh lên chúng con xin hồi hướng đến các vị hướng ân thầy tổ ông bà cha mẹ thân bằng quyến thuộc nội ngoại hai bên của chúng con đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy tùy hỷ phần phước lẽ rồi được tái sanh về nơi nhàn cảnh bằng đã tái sanh và nơi an vui nào rồi thì sự an vui càng thêm tăng tiến do phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là món duyên lành để chứng đắc a la hán thánh đạo thánh quả niết bàn diệt đoạn tuyệt mọi phiền não ngũ ngầm nơi tâm. Nam mô Phật Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sáng Kha Ya. Dạ, kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý tu nữ cùng toàn thể đạo tràng, và sau phần lễ bái tam bảo tụng kinh và thọ trì quy giới, đạo Bát Chánh An xin được kính mời cô tu nữ Như Pháp cầm mic. Hôm nay kính mời cô.
Dạ sa thú kính cảm ơn Minh Quả Thánh ạ. Nam mô Bích Tha dạ, Nam mô Tham Ma dạ, Nam mô Sang Kha dạ. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ cảm ơn Minh Quả Thánh ạ cho tín hiệu. Con tu nữ Như Pháp thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tại Đức, Đại Đức Tự Nhẫn cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Như Pháp kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Như Pháp kính chào Vinh Bát Tha Na, kính chào Maha Ra Chá, kính chào Thi An Lạc, kính chào Buông Bỏ, kính chào Xin Ngợi Nghe, kính chào cô Cẩm Vân, kính chào Hiển Mộng, kính chào Châu Phan, kính chào cô Sương Mai, kính chào Quang Thanh, kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên, kính chào Quỳnh Nhã Xuất Thí. Và một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức Như Pháp kính chào đạo tràng. Dạ con thấy có đại đức, đại đức có tín hiệu rồi. Dạ con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức tuyển, đại đức kỵ đức. Dạ cung thỉnh quý ngài tiên phong ông bài pháp quốc kinh số 222 à. Dạ sau đó Như Pháp kính mời đạo tràng, dạ, mời tất cả quý vị trong đạo tràng có thể đưa bàn tay xinh đẹp của mình lên ạ. À. Dạ bây giờ thì con kính dâng mít đến quý ngài, và nếu đại đức tuyển nhận chưa có tín hiệu thì con cung thỉnh đại đức tuệ đức và dạ, con cung thỉnh với ngài ạ. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, đại đức tuệ nhẫn cùng chư tôn đức tăng đại hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, mến chào toàn thể đạo tràng. Con xin được ôn bài kinh Pháp Cú câu số 222. Vô quê úp bát tí tăng cô thăng, ra thăng phan tăng, qua hòa ra dê, tam ma hăng sa, ra thình phù mí. Krasmik ga hô, itaro chano, ai chặn được phẫn nộ như dừng xe đang lăn. Ta gọi người đánh xe, kẻ khác cầm cương hờ. Là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Tâm sân bộc phát rất nhanh, chiếc xe trực dốc hãm phanh khó trừ. Có người chế ngự được ư, Như Lai sẽ gọi trượng phu đời này. Ai người chặn được tâm sân, như dừng ngay lại lăn xe trượt bờ. Đánh xe thiện xảo chẳng ngờ, còn bao kẻ khác cầm hờ dây cương. Là phổ thơ của Ngài Hòa Thượng Như Đức. Dạ con xin kệ. Vô quê pa ti tăng cô thăng, ra thăng phần tăng, qua qua ra dê, ta ma hằng sa ra tinh phu mi, ra sming ga ho y ta ro cha no. Vô quê pa ti tăng cô thăng, ra thăng phần tăng, qua qua ra dê, Tama hằng sa ra tinh vô mi, Rasmin ga ho itaro chano. Yo we upa ti tăng ko thăng, ra thăng phang tăng wa wa ra ye, Tama hằng sa ra tinh vô mi, Rasmin ga ho itaro chano. Dạ con xin hết ạ, con xin kính mời người tiếp theo ạ. Dạ Nam mô Tham con cung kính đại đức đảnh lễ, đảnh lễ chư tăng cô tu Phật tử, con cung kính đảnh lễ Đoạn Minh Thể đại xin phép được ngâm câu kệ số hành. Vô quê út ba tăng qua qua tam ra thinh ru mi rat ka hi ta ro cha nu e u tang ko tha ra than ta ra tam hang sa ru mat mi ga ho i ta ro we u pa tỳ ta cô tham ra thân vọng xa ta ra tình vi ô ita ro
ai chậm được thọ, họ dừng xe đang lăn. Ta trời đánh cầm hờ. Bạn dịch của Minh Châu, con cung kính đảnh lễ chư đại đức tăng và xin như này trời. Dạ, con xin kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh. Con kính đảnh lễ đại đức Tuệ Nhẫn. Con kính đảnh lễ đại đức Tuệ Đức. Con xin kính lễ cô tu nữ Như Pháp. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Con cảm ơn cô Như Pháp cho biết tín hiệu. Con xin cảm ơn chú Vát Thân Á cho bài. Con xin được phép ôn bài 222 ạ. Dạ. Yo we upati tang ko tham rat tang pan tang qua qua ra ye tamahang sa rat thình phu mi rat mít ga ho y ta ro cha no. Yo we upati tang ko tham rat tang pa tang qua qua ra về tam hằng xa ra thịnh phù mi rát mít gà hồ ít ta rồ cha nộ. Ai chợt được phẫn nộ như dừng xe đang lăn, ta gọi người đánh xe kẻ khác cầm cương hờ. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Tâm sân bộc phát rất nhanh, chiếc xe trượt dốc hãm phanh khó trừ. Có người chế ngự được ư, Như Lai sẽ gọi trượng phu đời này. Ai người chặn được tâm sân, như dừng ngay lại xe lăn xe trượt bờ. Đánh xe thiện xảo chẳng ngờ, còn bao kẻ khác cầm hờ dây cương. Bản dịch của Hòa Thượng Dưới Đất. Dạ con xin được kể ạ. Yo we upati tang ko tang rat tang pa tang wa 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 ra ye ta ha ma sa ta ha hang sa rat thinh phu mi rat mi ka ho i ta ro cha no. Yo we upati tang ko tang rat thang pa tang qua qua ra ye ta ma hang sa rat thing ru mi rat mi ga ho i ta ro cha no. Ai chợt được phẫn nộ như dừng xe đang lăn, ta gọi người đánh xe kẻ khác cầm cương hờ. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Tâm sân bộc phát rất nhanh, chiếc xe trượt dốc hãm phanh khó trừ. Có người chế ngự được ư, Như Lai sẽ gọi trượng phu đời này. Ai người chặn được tâm sân, như dừng ngay lại xe lăn trượt bờ. Đánh xe thiện xảo chẳng ngờ, còn bao kẻ khác cầm hờ dây cương. Bản dịch của Hòa Thượng Dưới Đất. Dạ con đã đọc và kể xong. Con xin kính dâng mic đến đạo tràng ạ. Dạ sa thú, con kính tri ân đạo tràng. Dạ Nam mô Bức Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức, kính lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Nhẫn, Đại Đức Tuệ Đức, kính lễ quý cô tu nữ, cô Như Pháp và kính chào quý thiện nam tín nữ. Và bây giờ tự nhiên xin kể kinh Pháp Cú số 222. Dạ, cảm ơn huynh Quách Thanh Á. Yo we up ba ti tăng cô thăng ra thăng phan tăng qua qua ra về ta ma hằng xa ra thình ru mi ras mi ga hồ Itaro chano. Yo we upati tang ko thang ra thang phan tang qua qua ra ye.
Tam hang sa ra tinh gu mi ra mi ga ho i ta ro cha no. Ai chẳng được phẫn nộ như dừng xe đang lăn, ta gọi người đánh xe, kẻ khác cầm cương hờ. Phổ thơ Hòa Thượng Thích Minh Châu. Vô quê úp bá tí tăng cô thăng rách thăng phan tăng qua quà ra về ta ma hằng xa ra thình rù mi ras mi ga hồ y ta rô cha nô. Vô quê úp bá tí tăng cô thăng ra thăng phan tăng qua quà ra về ama sa ra tinh ra tinh ru mi ra mit ga ho itaro cha no. Tâm sân bộc phát rất nhanh, chiếc xe trượt dốc hãm phanh khó trừ. Có người chế ngự được ư, Như Lai sẽ gọi trượng phu đời này. Ai người chẳng được tâm sân, như dừng ngay lại, lăn xe trượt bờ. Đánh xe thiện xảo chẳng ngờ, còn bao kẻ khác cầm hờ dây cương. Phổ thơ Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, Thầy Duyên đã kể xong. Dạ, bây giờ đã thấy tín hiệu của chị Xuân Mai. Dạ, kính mời chị. Dạ, kính cảm ơn cô Tuệ Duyên. Dạ, con Sư Mai. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con kính lễ chư tôn đức, con kính lễ chư quý bà quý cô tu nữ. Sư Mai kính chào chư quý thiện hữu. Sư Mai xin đọc pháp cú 222. Vô quê upatti tăng cô thăng rát thăng phăng tăng quá hoa rá dê tam ma hằng là rát tin pru mi Rasmit Gaho Itaro Chano Chano Yo We Upatit Tang Ko Thang Rat Thang Phang Tang Wa Wara Ye Tamahang Saratin Prumi Rasmit Gaho Ho Itaro Chano Yo We Upatit Tang Ko Dang ra thăng phân tăng hòa hòa ra dê ta ma hăng sa ra tin pru mi ras mi gao y ta ro cha no yo we upa ti tăng cô đăng ra thăng phân tăng hòa hòa ra dê ta ma hăng ra ra tin pru mi ras mi gao y ta ro cha no. Ai chẳng được phẫn nộ như dừng xe đang lăn, ta gọi người đánh xe, kẻ khác cầm cương hờ. Và bản phổ thơ Hòa Thượng Minh Châu. Tâm sân bộc phát rất nhanh, chiếc xe trượt dốc hãm nhanh khó trừ. Có người chế ngự được ư, Như Lai sẽ gọi trưởng phu đời này. Ai người chẳng được tâm sân như dừng ngay lại lăn, lăn xe trượt hờ, đánh xe thiện xảo chẳng ngờ, còn bao kẻ khác cầm hờ di cương. Và bản phổ thơ Hòa Thượng Giới Đức. Và xin mai kính mời cô Cẩm Vân ạ. Và kính mời cô. Dạ, sa thú lần hai, kính cảm ơn Chích Chương Mai. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con kính lãnh lễ Đức Phật, con kính lãnh lễ giáo pháp, con kính lãnh lễ Đức Tăng, con kính lãnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Minh Mẫn, Đại Đức Tuệ Nhẫn, Đại Đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn câu pháp cú số 222. Vô quê úc bá tí tăng cô thăng ra thăng tăng tăng quá quà ra dê ta ma hằng xà ra thiên ru mi rát mít
Ya ho itaro jano yo we upa ti tang ko thang ra thang pan tang wa wa ra ye ta ma hang sa ra tin ru mi ra nit ya ho itaro jano yo we upa ti tang ko thang rác thăng ban tăng quá hòa ra về tám hăng xa ra thêm rù bí rác nhít gà hồ ý tá rô chá nô ai chặn được phẫn nộ như dừng xe đang lăn ta gọi người đánh xe kẻ khác khác cầm gương hờ bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Tâm sân bộc phát rất nhanh, chiếc xe trượt dốc hãm phanh khó trừ. Có người chế ngự được ư, Như Lai sẽ gọi trưởng phu đời này. Ai người chặn được tâm sân, như dừng ngay lại, đăng xe trượt bờ. Đánh xe thiện xảo chẳng ngờ, còn bao kẻ khác cầm hờ di cương bản phổ thơ của Hòa Thượng Gia Đức. Và cảm nhân đã ôn bài xong, kính mời huynh Quát Tha Ná. Sa thu sa thu lần thay xích cẩm vân. Nam mô Phật Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sẵn Kha Ya. Kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ chư đại đức tăng trong đạo tràng, kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong rung. Còn xin được kể kinh pháp cú số 222. Dạ kính cảm ơn cô tu nữ như pháp cho biết nghe rõ. Yo ve upa ti tang ko thang ra thang phan tang va va ra ye ta ma hang sa ra thin phru mi ras mi ga ho i ta ro cha no yo ve u pa ti tang go thang ra thang phan tang wa ra wa ra ye ta ma hang sa ra thin phru mi ras mi ga ho i ta ro cha no Yo ve upati tang go thang ratang pantang wa vara ye tamahang saratin prumi rasme kaho itaro chano. Ai chặn được nộ như dừng xe đang lăn, ta gọi người đánh xe, kẻ khác cầm cương hờ bản của ngài Minh Châu. Tâm sân bộc phát rất nhanh, chiếc xe trượt dốc hãm phanh khó trừ. Có người chế ngự được ư, Như Lai sẽ gọi trượng phu đời này. Ai người chặn được tâm sân, như dừng ngay lại, lăn xe trượt bờ. Đánh xe thiện xảo chẳng ngờ, còn bao kẻ khác cầm hờ dây cương. Bản phổ thơ của ngài Dây Đức. Dạ Nam Mô Phúc Tha Gia, còn xin được số mic. Dạ kính mời cô tư nữ Như Pháp tiếp theo ạ. Dạ sa thủ kính cảm ơn huynh Quát Tha Ná. Nam Mô Bích Tha Gia. Dạ một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tăng đức, con thành kính đảnh lễ đại đức Minh Mẫn vừa quan tâm vào đạo tràng. Như pháp kính lễ với ba vị cô tu nữ, như pháp kính chào đạo tràng. Dạ, đạo tràng có nghe được âm thanh của như pháp không ạ? Cho như pháp xin một tín hiệu ạ. Dạ, kính cảm ơn anh chị Phan Văn Niêm và kính ơn. Dạ, cảm ơn cô Cẩm Vân. Dạ, con xin được ôn bài câu phúc kinh số 222. Cảm ơn Vinh Bát Thanh Á cho bài học. Giờ quê ấp bát tí tăng cỡ thăng ra thăng phân tăng qua qua ra về ta ma hạng xa đã thêm rượu mi rạch mịt gà hô y ta rô cha nô. Giờ quê ấp bát tí tăng cỡ thăng ra thăng phân tăng qua qua ra về
tam hạng sa đa thêm rô mi rát bít gà hô y ca rô cha nô. Ai chặn được phẫn nộ như dừng xe đang lăn, ta gọi người đánh xe, kẻ khác cầm cương hờ. Và đây là bản chuyên ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Giờ quế ướp ba thì tặng cô thăng, ra thăng phân tăng, hòa hòa ra dê. Ta mã hăng xa ra thêm chú mê, đẹp mít gia hô, y ta rô, cha nô. Giờ quay ấp ba thì tặng cô thăng, ra thăng quanh tăng, và quả ra về. Ta mã hăng xa ra thinh su mi, ra mít gia hô, y ta rô, cha nô. Tâm sân mật phát rất nhanh, chiếc xe trượt dốc, hạm phanh khó trừ. Có người chế ngự được ư, Như Lai sẽ gọi trượt phu đời này. Ai ngờ chặn được tâm sân, chứ dừng ngay lại lăn xe trượt bờ. Bánh xe thiền xạo chẳng ngờ, còn bao kẻ khác cầm hờ dây cương. Và đây là bảo thơ của Hòa Thượng Giới Đức, con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức. Như Pháp kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Đại Đức Tuệ Nhẫn, Đại Đức Tuệ Đức đã tiên phong ông bài Pháp Quốc Kinh số 222. Như Pháp kính cảm ơn cô tu nữ Thầy Duyên Vinh Quát Tha Ná, cô Cẩm Vân, cô Sương Mai và Pháp Nguồn Lào Cai đã hoan hỷ ông bài Pháp Quốc Kinh số 222. Và bây giờ thì cũng đã đến giờ học bài mới. Như Pháp kính mời đạo tràng cùng với Như Pháp đắng tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư trước khi đạo tràng chúng ta được Đại Đức Minh Mẫn giảng dạy bài học ngày hôm nay. Và cảm ơn Huynh Quách Thà Ná cho bài học. Và mến chào cô Hoa Nguyệt Quê Nèo đạo tràng. Và Như Pháp kính mời đạo tràng cùng với Như Pháp đắng tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư à. Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya. Nam mô Ta Sa Pha Ga Va To A Ra Ha To Sam Ma Sam Bu Tha Sa. Nam mô A Ra Ha To Sam Ma Sam Bu Tha Sa. Nam mô Ta sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Thằng thiện tinh mãi mê trần cảnh nan, nghiệp bốn bề nặng gánh lo toan. Ít khi tâm trí rảnh rang, nào phiền kết buồn. Nghe chánh pháp như người được ngọc, nghe pháp nhiều chư Phật gợi khen. Ước sanh tuệ vô thịnh pháp sư đăng đàn, thuyết giáo hoa quỷ nơi đây tâm đạo tính thành. Ngường mong tranh pháp thịnh hành, ngưỡng cầu thâm nhập đạo lành Như Lai. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng lễ cung thỉnh Đại Đức Tuệ Nhẫn từ và con xin sám hối. Con thành kính lãnh lễ Đại Đức Minh Mẫn từ bi hoan hỷ đăng đạo pháp của kinh số 223. Như Pháp kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ con kính dâng mít đến sư ạ. Dạ sa thú lành thay kính tri ân cô tu nữ Như Pháp.
Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức hiện diện. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, thân chào và chư Phật tử. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị. Hôm nay chúng ta tiếp tục học bài mới với đề tài là câu kệ pháp cú số 223. Chúng tôi xin được đọc qua câu kệ này hai lần rồi sau đó chúng ta cùng nhau bước vào phần tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi. Câu kệ có 4 đoạn. Đoạn thứ nhất: Ác cô thề na chi nề cô thăng. Ác cô thề na chi nề cô thăng. Đoạn thứ hai: A sa thung sa thu na chi nề. A sa thung sa thu na chi nề. Đoạn thứ ba: Chị nề ca đa ri yang đà nề nã. Chị nề ca đa ri yang đà nề nã. Đoạn thứ tư: Sách chê na a li ca hoa đi nàng. Sách chê na a ca đà a ca a li ca hoa đi nàng. Sách chê na a li ca hoa đi nàng. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ này. Ở trong đoạn thứ nhất chúng ta thấy có 3 từ. Từ đầu tiên ác cô thề ná là ác cô thá, chia theo cách thứ 3. Chia theo cách thứ 3 số ít, cách thứ 3 gọi là sở dụng cách. Ác cô thá đây là một hợp từ chúng ta tách ra á cộng với là cô thá. Tiếp đầu ngữ á có nghĩa phủ định, không. Cô tha. Cô tha có nghĩa là sự sân giận, sự sân hận, sự phẫn nộ. Từ thứ hai, chi nê là chi na tí, mà chia theo khả năng cách ngôi thứ ba số ít. Và ở đây là chia theo tự động từ. Động từ cũng có hai loại là tự động từ và tha động từ. Thì ở đây chia theo cách tự động từ. Khả năng cách thì mình dịch là nên hay là có thể. Chi na tí là chiến thắng. Mà khả năng cách thì mình dịch là nên chiến thắng hay là nên thắng. Từ cuối cùng cô thăng là cô tha, chia theo đối cách, chia theo cách thứ hai. Cô tha chúng ta đã lấy nghĩa rồi, là sự sân hận, sự phẫn nộ. Đoạn thứ hai của câu kệ, chúng ta thấy có 3 từ nhưng mà chúng ta chỉ học có 1 từ. Là từ chi nê chúng ta đã lấy nghĩa ở trên rồi. Rồi hai từ còn lại đó là đối nghĩa với nhau. A sa thung, đây là một hợp từ chúng ta tách ra. A sa thu, a sa thu chia theo đối cách. U ung chia theo đối cách, đối cách là cách thứ hai đó. A sa thu là một hợp từ chúng ta tách ra cả a cộng với là sa thu. Á là một tiếp đầu ngữ phủ định, không. Sa thú, sa thú ở đây nó đồng nghĩa với là phu sa lá. Thành ra mình dịch đó là điều thiện, việc thiện hay là pháp thiện. Tiếp đầu ngữ á như vậy thì là
không có phải là thiện thì là bất thiện. Thành ra là sa thú là điều xấu, việc xấu, pháp bất thiện. Rồi chúng ta bước sang đoạn thứ 3. Đoạn thứ 3 chúng ta thấy gồm có 3 từ. Từ đầu tiên chúng ta đã lấy nghĩa ở trên rồi. Từ thứ 2, Kadariyan là Kadariya, chia theo đối cách, tức là chia theo cách thứ 2 đó. Kadariya nó đồng nghĩa với cái từ mà chúng ta rất là quen thuộc là Macchariya. Macchariya hay là Kadariya có nghĩa là sự hà tiện, sự keo kiệt, sự bủn xỉn. Bủn xỉn hay là bõn xẻn gì cũng được. Từ cuối cùng đa nê ná, đây là một từ cũng rất là quen thuộc đối với chúng ta. Đa nê ná là đa ná chia theo cách thứ 3 số ít. Đa ná là sự bố thí. Rồi chúng ta bước sang đoạn thứ 4. Đoạn thứ 4 chúng ta thấy có 2 từ. Từ đầu tiên sách chê ná là sách chá chia theo cách thứ 3 số ít. Nãy giờ bà con thấy không, chúng tất cả các từ ở trong đây đó chúng ta thấy đều chia theo cách thứ 3 nè. Rồi là đối cách thôi. Sách chê ná là sách chá thì chia theo sử dụng cách hay là cách thứ 3 số ít. Sách chá có nghĩa là sự thật hay là chân thật, điều thật. Rồi từ thứ 2, Alika wa di năng, Alika wa di năng. Thì xin thưa quý vị, nếu mà theo cái mạch văn đó, thì ở đây phải là Alika wa din, Alika wa din mới chia theo đối cách được. Nhưng mà bà con chúng ta nhìn vô các cái từ, các cái câu đó thì chúng ta thấy đây là văn là kệ, thành ra đó là phải chia theo cái kiểu này cho nó đủ âm. Câu thứ 3 chúng ta thấy có 9 âm, thành ra câu thứ 4 này cũng phải là 9 âm. Câu 1, câu 2 là 8 âm, câu 3, câu 4 là 9 âm. Đây có thể là theo cái luật kệ. Do đó cái từ Alika wa di năng ở đây đó mới chia theo thành ra là cách thứ 6 số nhiều. Nhưng trong trường hợp này đó chúng ta phải hiểu là cách thứ là đối cách. Nãy giờ bà con thấy các cái câu ở trên đó đều là đối cách với cách thứ 3 thôi. Do đó nếu như ở đây mà cách thứ 6 số nhiều đó thì nó hơi trật quẻ. Do vậy đó, mặc dù ở đây chia theo cách thứ 6 số nhiều nhưng mà chúng ta phải hiểu theo cách đối cách. Alika wa di chia theo cách thứ 6 số nhiều, thành ra nó có cái hình thức là y năng. Alika wa di là một hợp từ, chúng ta tách ra alika cộng với là wa di. Wa di là sự nói hay là người nói. Thì ở đây mình hiểu đó là sự nói. Alika là sự giả dối, dối trá, láo. Thành ra nguyên cái hợp từ Alika wa di đó là sự nói dối hay là sự nói láo. Và cái câu thứ tư này chúng ta thấy không có động từ nè, thành ra mình cũng phải ngầm hiểu là có một cái động từ chi nê nữa. Nhưng mà thêm vô cái chúng ta thấy là nó dư ra thêm mấy âm. Do đó đó là ngầm hiểu có cái động từ chi nê nữa. Như vậy thì câu kệ này có 4 đoạn. Mỗi một đoạn đó là một câu.
Đoạn thứ tư chúng ta thấy không có động từ thì thành ra mình phải hiểu là có động từ nó ẩn. À, thì là cái động từ đó là chine luôn. Rồi bây giờ chúng ta mới cùng nhau dịch văn xuôi của bốn đoạn này nè. Bốn đoạn này là bốn câu đó. Đây là một cái tự động từ, thành ra là mình lấy động từ mình dịch trước. Chine là nên, nên thắng. Cô thăng. Chine nên thắng. Cô thăng là sự phẫn nộ. Cô thê ná bằng sự không phẫn nộ. À, nên chiến thắng sự phẫn nộ bằng sự không phẫn nộ. À, đối lại đang ngược lại. Rồi câu thứ hai. Chine nên chiến thắng á sa thung, pháp bất thiện hay là điều xấu. Sa thu na bằng pháp thiện hay là bằng điều tốt. Điều tốt, việc tốt. Câu thứ ba. Chine nên chiến thắng ca đa ri dân, sự keo kiết hay là sự hà tiện. Đa nê ná bằng sự bố thí. À, cách thứ ba sử dụng cách đấy, xin lưu ý vậy, thì là mình thêm vô cái giới từ do, bởi, với, bằng, theo. À, thành ra mà quý vị không muốn dịch là bằng thì quý vị dịch là bởi cũng được. À, rồi đoạn thứ tư. À, mình ngầm hiểu cũng có cái động từ chí nê ha. Chí nê nên chiến thắng alika wa đi năng, sự nói dối hay là sự nói láo. Sách trên á bằng sự chân thật. Rồi đó là toàn bộ ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ pháp cú số 223. Kính tri ân cô tu nữ Như Pháp đã hỗ trợ phần post bài đánh máy để bà con chư Phật tử chúng ta cùng theo dõi kịp được phần chiết nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ pháp cú số 223. Tiếp theo chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn đức. Xin được kính mời quý bà, quý cô tu nữ cùng chư Phật tử chúng ta hướng về Tam Bảo để làm lễ tán dương, rồi cùng nhau bước vào học phần 2 và phần 3 của câu kệ, tức là học về duyên sự và ý nghĩa của câu kệ. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhivadimi Svakkhato bhagavata dhammo dhammang namassami Suppatippanno bhagavato savaka sangho sangham namami Namaturatanatayasa. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Tăng. Phước báo Pháp sanh do sự cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt này, chúng con thành kính cúng dường đến chư Tôn Đức. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Nguyện cầu phước báo và chư thiên hộ trì quý ngài cùng quý vị được thân tâm an lạc trong suốt thời gian sinh hoạt Phật Pháp tại râm Pháp Cú Kinh. Nam Mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Kính bạch chư Tôn Đức. Kính thưa toàn thể quý vị. Câu kệ hôm nay chúng ta học là câu kệ pháp cú số 223. Câu kệ này nằm trong phẩm Cô Tha Quắc Gá. Phẩm phẫn nộ được Đức Thế Tôn thuyết giảng khi ngài ngự tại quê Lú Quán Á. Đề cập đến cô thánh, một tín nữ thánh tên là Uttara, con của ông trưởng giả Puna.
Bà con chúng ta chắc cũng nhớ cái câu chuyện về ông Punna. Ông Punna này là một người nông dân cày ruộng thuê cho ông bá hộ Sumana. Tức là một cái ngày nọ khi người ta đang đi chơi lễ, đi vui vui chơi, đi thụ hưởng dục lạc cũng trần, không có người làm, thành ra ông bá hộ Sumana này đó mới kêu anh lúc này còn thanh niên mà cũng có vợ rồi, tên là Buna, hỏi chứ có muốn đi làm thêm hay không, ra cày ruộng. Thì anh này đó đồng ý, cho nên là anh này anh ra cày ruộng. Thì khi mà đi cày, vợ ở nhà sẽ nấu cơm trưa đem ra cho. Thì may mắn của cái anh này đó, mình nói là may mắn chứ mà kỳ thật ra đứng trên góc độ Phật Pháp đó, thì mình nói đây là nhân quả, nhân quả thiện phát sanh đến cho anh ta. Đời xưa kiếp trước mình đã gieo cái nhân đối với chùa chiền, đối với Phật, đối với người tu hành đó, thì đời này mình mới được gặp Phật, mình mới được gặp chư Thánh Hiền. Thành ra may mắn cho cái anh chàng thanh niên cu ná này là được diện kiến tôn giả Xá Lợi Phất và cúng dường nước tâm xé răng đến cho ngài. Rồi khi mà ngài quay về đó thì lại được gặp vợ của cái vợ của cái anh thanh niên cu ná này cũng được gặp ngài, khi đó đang đem cơm ra cho chồng của mình. Cho nên đó là thấy ngài tục căn thanh tịnh, tướng hảo quang minh, đi đứng khoan thai, thánh thiện thoát tục, cho nên khởi lên cái sự quan hỷ quá. Ở trong lòng mới nghĩ đó, khi mình gặp người xứng đáng cúng dường đó thì mình lại không có cái gì để mà cúng dường, khi mình có cái cúng dường đó thì lại không gặp người xứng đáng. Nay mình có đồ cúng dường nè, rồi cũng gặp người xứng đáng cúng dường đó, thì cái niệm quan nghĩ phát sanh lên bội phần, cho nên đó là cô này cổ cúng. Cúng xong cái mới phát nguyện là bạch ngài cho con chứng đắc được, thấy được cái pháp của ngài. Cúng xong thì về nấu cơm đem ra cho chồng, ra cho chồng kể lại quá trình mình cúng dường đến một vị xứng đáng cúng dường vậy, thành ra nó mới hơi có cái sự trễ nải. Thì ông chồng ổng cũng quan hỷ, ổng cũng kể lại mình cũng có cúng dường tâm xỉa răng nước đến cho cái người xứng đáng cúng dường vậy, và cả hai vợ chồng đều tùy hỷ với nhau. Thì do rằng hiểu biết về điều thiện vậy đó và cùng nhau tùy hỷ, thì thành ra đó là cái tư hậu đó, nó phát sinh lên liên tục, khiến cho cái niềm vui, niềm tĩnh tính của hai vợ chồng đó phát sinh một cách ồ ạt. Sau đó anh này ảnh dùng cơm rồi nghỉ chập, rồi bắt đầu đó là sau khi thức giấc thì nhìn xuống những cái luống cày từ sáng giờ mình cày đó, nó biến thành vàng đó. Về báo cho vua, vua ra trở về. Chúng tôi kể ngắn thôi xin quý vị. Vua mới phong cho hai vợ chồng thành trưởng giả. Thì bây giờ đó, người làm công nè, bây giờ trở thành trưởng giả rồi đó xin thú chị. Là mình gọi là quả báo nhãn tiền đó. Là hiện báo nghiệp, mà hiện báo nghiệp này đó là nghiệp lành, nghiệp tốt. Sau khi trở thành trưởng giả, hai vợ chồng này có một người con gái tên là Uttara. Và trở thành trưởng giả xong cái đó thì là cả ba người do cái quả phước nó phát sanh mạnh đó, mà cái quả phước này nó phát sanh mạnh liên hệ đến người tu hành, do đó đó là cái niềm tin của cả ba người đối với Tam Bảo nó mạnh hơn nữa. Và từ đó về sau cả ba người đều dốc toàn sức nè, toàn lực nè, toàn vật để hộ trì Tam Bảo. Thì khi trở thành trưởng giả cái đó là gia đình ông trưởng giả Puna này cung thỉnh Phật và thánh chúng về để mà cúng dường trai tăng.
suốt cả mấy ngày. Thì Đức Phật ngài đã thuyết cho một cái bài pháp tuần tự, tuần tự pháp ánh phúc pê ca tha ca thăng, tức là bố thí trì giới, rồi cảnh giới chư thiên, rồi cảnh khổ địa ngục, và sự thoát ly, thoát ly khỏi cảnh giới chư thiên và cảnh địa ngục đó. Đó được gọi là pháp tuần tự, năm pháp vậy đó. Sau khi nghe xong, cả gia đình ba người đều chứng đắc đạo quả Tu Đà Hoàn. Thì trước đây đó, cái cô Uttara này cũng đã là một cái thục nữ hiện đức, bây giờ trở thành thánh Tu Đà Hoàn thì là càng thục nữ hiện đức hơn. Cho nên đó là cái ông chủ Sumana, ông chủ Sumana hồi trước đó là thuê ông Buna này đi cày nè, thấy vậy ưng ý, cho nên đó là muốn lấy về làm con dâu, thì mới qua năn nỉ với ông Puna này. Đó thì chúng ta thấy đó là chủ với tớ bây giờ trở thành thông gia nè. Thì mới ban đầu đó ông Puna này cũng từ chối, vì cho rằng đó là gia đình của ông Sumana đó tà kiến, còn mình đó chánh kiến, chánh kiến rặt luôn nè. Bây giờ thánh Tu Đà Hoàn rồi là chánh kiến rặt luôn đó. Nhưng mà rồi người này người kia họ nói ra nói vô, có thành ra đó là cũng đồng ý. Sau khi cô Uttara này lấy chồng thì về ở với chồng ở xa, bây giờ đó là không có cái cơ hội điều kiện để được diện kiến Đức Phật nè, không có cơ hội để được diện kiến thánh chúng nè, không có được diện kiến vậy đó thì là không có cơ hội để nghe pháp, để làm tăng tiến thêm cái tri kiến của mình. Không có cái cơ hội để tạo các cái nhân phước khác như là bố thí nè, phục vụ nè, cung kính nè, thính pháp nè, vân vân. Cho nên đó là mới có cái ý đó là trách móc cha, rồi sao rồi cha gả con cho cái người tà kiến rồi xa số như vậy, làm mất cái cơ hội tạo phước của con. Ông cha nghe vậy đó, tức là ông Puna cũng hơi xót cho con. Cái mới bày cho con cách, cho con 1.500 đồng tiền vàng, con mướn người phụ nữ nào đó để họ về họ làm vợ thế. Thì khi đó con sẽ rảnh rỗi rồi con làm gì đó con làm. Cô Uttara này đó đã nghe lời cha của mình, cho nên mướn đệ nhất kỹ nữ ở thành Rajagaha là cô Sirima về làm vợ thay 15 ngày ở trong mùa an cư kết hạ. Thì lúc này cô Uttara này nó rảnh rỗi rồi, cái thành ra đó là cung thỉnh Phật chư tăng về trai tăng liên tục. Thì cái cô Sirima đó làm vợ liên tục mười mấy ngày. Đó, cái quên bẵng đi, mình là người được người ta thuê, mà nghĩ rằng mình giống như là vợ, là bà chủ ở trong nhà vậy đó. Do đó, đó là có cái sự coi thường, khinh rẻ, khinh khi cô Uttara, tức là cô vợ chính này đó. Thì đến ngày cuối cùng, cô Uttara này trai tăng đến Phật và Thánh chúng đó. Lúc đó đó là cô Uttara này đã phải làm rất là nhiều việc, xuống nhà bếp để đúc thúc người làm đó, phải nấu nướng như thế này như thế kia cho nó đẹp đẽ, cho nó ngon nè, để cúng dường đến Đức Phật và thánh chúng sao đó cho các ngài hài lòng. Đó tức là đi lui đi tới khắp các nơi để ôm đúc các cái công việc vậy đó, thì mồ hôi mồ kê nó ra thì hơi xấu xí tí. Đó thì cái cô Sirima này bây giờ mới nghĩ mình là giống như là vợ, giống như là người chủ vậy đó. Đó do đó là thôi thì sẵn nhân trớn đây, nhân cái chuyện này nè, mình đẩy cô này, mình triệt tiêu cô này luôn để mình trở thành bà chủ luôn. Đó thì cái cô Sirima này đã tới múc cái muỗng dầu, dầu đang rất là nóng. Định đi tới tạt vô người cô Uttara này. Thì có thể qua cái muỗng dầu nóng đó
khiến cô Uttara này có thể chết, hoặc nếu mà không chết thì là cũng đau khổ gần như chết. À, thì khi mà cô Sirima ấy vậy đó, thì cái cô Uttara này nè mới có thể biết xin thú vị à, mà cô này cổ khởi lên cái ý nghĩ gì nè. Nhờ cái cô Sirima này mà mình mới được thảnh thơi mười mấy ngày nay à, từ đó đó mình mới có được cái cơ hội điều kể diện kiến Phật, để diện kiến thánh chúng, mình mới có được cái cơ hội để được cúng dường, mình mới có được cái cơ hội để cung kính, mình mới có được cái cơ hội để thỉnh pháp, vân vân. À, thành ra cái công đức của cái cô này đó là vô lượng vô biên, không có cái gì có thể sánh bằng được. À, không có cái gì có thể sánh bằng được. À, thì ước mong cho cái cô này nè được an lạc, ước mong cho cái cô này đó là không có đau khổ. Toan xa hồ tú, toan nít đúc kha hồ tú. Đó, suy nghĩ khéo vậy, bắt đầu cái cô Uttara này mới rải tâm tư. Toan xuất khi ta hô tú, là mong cho bạn, mong cho cô được an lạc. Toan nít đúc kha hồ tú là mong cho cô đừng có khổ. À, thì lạ lùng thay, xin thưa quý vị, cái muỗng dầu đó, đó à, nó đang nóng hổi vậy đó, mà khi rưới vô cái người của cô Uttara này, cái nó trở thành nước lạnh à, khiến cho cô Uttara này không có chi cả. À, thì thấy muỗng dầu đầu tiên không có ăn thua gì cả, không có làm phương hại chi chi đến cái cô Uttara này cả. Thành ra thì cô Sirima đó, cổ mi tưởng đâu là cái muỗng đầu tiên đó nó không phải là dầu, thành ra cổ mi đi múc thêm một cái muỗng khác. À, nhưng mà cái lúc này thì là những cái người ăn kẻ ở đó, à, người ta rất là thương yêu chủ thiệt của người ta, tức là cô Uttara đó, cho nên đó là khi thấy biết ra sự việc vậy đó thì là người ta mới can ngăn, rồi người ta mới la toán lên, cái người ta mới súng là người ta đập cái cô Sirima. À, nhưng mà vì cái cô Uttara này đã khởi lên cái lòng tri ân báo ân mà, à, thành ra khi thấy tôi trai tới gái đập cô Sirima đó, thì cái cô Uttara này nè bay đến ôm chầm cái cô Sirima để đỡ đòn thay. À, để đỡ đòn thay, thì khi thấy chủ mình đến vậy, thành ra tôi trai tới gái thôi, không có hành hung nữa. Dạ, không có hành hung không có hành hung nữa thì là à, thì ngay khi đó đó cái cô Sirima này nè mi chợt tỉnh ra, à, mi ngộ ra, à, một cái người mà tế ha tốt đẹp vậy nè, à, mà mình còn có cái ác ý, à, đối với cái người đó đó, à, thì chắc có lẽ đó là đầu mình sẽ phải bị bể bảy mảnh, à, cái quả đất này to lớn vậy chắc cũng không có chứa nổi mình đâu. À, cũng khởi lên cái ý nghĩ. À, thì khởi lên cái ý nghĩ ăn năn hối cải vậy, thành ra đó là xin sám hối, à, xin sám hối cô Sirima, à, cô Uttara này, à, nhưng mà cô Uttara này cổ nói đó là nếu mà cha tôi tha thứ thì tôi cũng sẽ tha thứ. À, thì cô Uttara này cho biết cha của cô Uttara đó chính là Đức Phật. À, thành ra đó là cô Uttara này đã hướng dẫn cho cô Sirima đó đến gặp Đức Phật để mà sám hối. Đó, thì khi đến gặp Đức Phật đó, Đức Phật ngài hỏi đó là con đã phạm cái lỗi lầm gì? Đó, thì cô Sirima này đã trình bày lại đầu đuôi câu chuyện vậy. À, cái Đức Thế Tôn ngài cũng hỏi người này hỏi người kia, qua hỏi cô Uttara này, Uttara điều đó có đúng vậy không? À, cái cô Uttara cũng trả lời bạch ngài đúng vậy.
Thì ngài mới hỏi tiếp, ngài nói vậy chứ ngay khi đó đó thì cái tâm của con đó, như thế nào, tức là cái tâm trạng đó. Thì cái cô này cô trả lời là bạch ngài, con đã rải tâm từ đến cô Sirima. Con nghĩ rằng ha, cái cõi ta bà này nó còn hẹp, cõi phạm thiên còn thấy kém so với cái ân đức của cái cô Sirima này. Nhờ cái cô Sirima này nè ha, mà con được dịp cúng dường và nghe pháp từ nơi Đức Phật, từ nơi thánh chúng trọn nửa tháng này. Nếu như đó ha, mà con có cái tâm sân hận đối với cái cô nàng này đó, thì bơ này sẽ làm hại con. Còn nếu như đó mà con không có cái sự sân hận đối với cô nàng này đó, thì bơ này nè, cái nước nước bơ mà nóng hổi sôi đó, xin quý vị, không có làm hại được con. Con nghĩ vậy xong cái con mới rải tâm từ, mong cho cô Sirima này được an lạc, mong cho cô Sirima này đừng có đau khổ. Đó. Là toan sukhita hồ tu, toan nidukha hồ tu. Cô Uttara nói vậy xong, Đức Thế Tôn ngài nói lầm thay, lầm thay. Này Uttara, cần phải thắng phục sự phẫn nộ như vậy. Thật thế, nên thắng phục người nóng giận bằng sự vô sân, nên thắng phục kẻ mắng nhiếc phỉ báng mình bằng sự từ hòa dịu ngọt, nên thắng kẻ bủn xỉn hay keo kiết bằng sự bố thí tài sản của mình, nên thắng kẻ giả dối hư ngụy bằng sự chân thật. Nói vậy xong, Đức Thế Tôn ngài thuyết câu kệ: ác cô thề na chi nề cô thằng, ác xa thùng xa thu na chi nề, chi nề ca đa ri dằn đà nề na, sách chề na alika hòa bị nặng. Câu kệ này được ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch kệ thơ năm chữ. Lấy không giận giận, lấy thiện thắng không thiện, lấy thí thắng sang tham, lấy chơn thắng hương vị. Còn ngài Hòa Thượng Giới Đức thì dịch là: không sân chế ngự hận sân, với điều xấu ác phải cần tốt vui, xả ly thắng niệm kiết còi, lấy lòng chân thật cú nồi dối gian. Cú nồi dối gian. Và sau khi Đức Thế Tôn ngài dứt câu kệ này thì cô Sirima cùng với rất là nhiều những người hầu kẻ hạ ở trong cái nhóm của cô Uttara này nè đều chứng đắc thánh quả dự luôn. Đều chứng đắc thánh quả dự luôn. Thì đó là cái duyên sự của cái câu kệ này. Vậy thì kính thưa quý vị ha, cái duyên sự đó là gợi ý ha, để chúng ta hiểu ý nghĩa ẩn chứa ở trong câu kệ Bali này. Câu kệ Bali này ha, được hai cái bản dịch của hai vị hòa thượng và có một cái bản dịch của chúng tôi nữa. Cộng với duyên sự nữa đó ha, thì chúng ta nắm bắt được cái ý mà Đức Thế Tôn ngài dạy ở trong câu kệ này. Vậy thì qua cái bản dịch đó, chúng ta thấy cái câu kệ này đó, là Đức Thế Tôn ngài dạy cho mình cái gì ạ? Nương theo ha, cái câu chuyện xảy ra giữa thánh nữ Uttara ha, cùng với cô đệ nhất kỹ nữ Sirima, Đức Thế Tôn ngài dạy bốn pháp. Và bốn pháp này chúng ta có thể ứng dụng một hoặc là bốn pháp ở trong đời sống của mình khi mình đối diện với các cái trường hợp, các cái sự việc xảy ra, giống như cái duyên sự câu chuyện mà chúng tôi trình bày vậy. Vậy thì bốn pháp này đó là như thế nào? Thứ nhất ngài dạy đó là chiến thắng cái sự phẫn nộ bằng sự không phẫn nộ.
Ngài Hòa Thượng Minh Châu ngày dịch đó là lấy không giận thắng giận. Vậy thì ở đây chúng ta cần phải hiểu đó là sự giận hận là gì, rồi làm sao đó để mình không có giận hơn nữa, mình không có phẫn nộ. Thì phẫn nộ hay là sự sân hận, đây là cái hiện bày khá cao, tương đối cao của sân tâm đồ sắc. Cái sân tâm này mà hiện bày cao nhất đó là đến himsa, là não hại, sát hại, phá. Mà theo cái duyên sự đó, chúng ta thấy cái chữ cô thân này là đề cập đến cái trạng thái ganh ghét bộc phát mạnh của cái cô Sirima. Cô này đã dùng đến dầu sôi đó để tạc, định là ám sát, hãm hại đó. Thì cũng gần như đó là hiêm xá, là hãm hại rồi. Thành ra cái chữ cô thân này đó là biểu hiện mạnh của cái lòng sân. Thì khi mà mình hiểu ra được này ha, cái sự phẫn nộ đó nó là như vậy. Rồi bước tiếp theo mình phải hiểu nữa đó là khi ha mà mình để cho cái sự phẫn nộ đó nó hiện bày vậy đó thì dẫn đến cái hệ quả gì. Nếu mà cô Sirima đó không có kiềm chế được và cái sự phẫn nộ đó, đó ha, đã trút được lên người của cô Uttara thì theo bà con chứ cái hậu quả cô Sirima nhận lại là cái gì? Bị những cái người tôi tra tới gai có thể đập chết. Và khi mà đập chết ha, hoặc là không có chết thì cũng gần như chết. Rồi nữa là gì? Bị truy cứu ra pháp luật. Bị truy cứu ra pháp luật. Thì đó là cái kết quả xấu. Mà một ai đó đó để cho cái sự phẫn nộ đó nó hiện bày ra. Vậy mình có chấp nhận cái kết quả xấu đó không, xin thú gì? Nếu mình không có chấp nhận cái kết quả xấu đó thì buộc lòng là gì? Mình phải cam tâm tình nguyện tự bản thân của mình, phải kiềm chế cái sự phẫn nộ của mình. Đừng có để cho cái sự phẫn nộ đó nó hiện bày ra bằng thân hành, bằng khẩu hành. Một khi cái sự phẫn nộ đó nó được hiện bày ra bằng thân hành, bằng khẩu hành thì cái kết quả, cái hậu quả mình phải nhận lại đó là khổ đau. Là khổ đau. Rồi nữa nè, khi mà cái sự phẫn nộ đó nó hiện bày trong tâm mình đó thì ngay khi đó mình đã tác tạo ý nghiệp phẫn nộ, nói rộng là ý nghiệp bất thiện. Nó hiện bày ra bằng thân thì mình tạo thân nghiệp phẫn nộ hay là thân nghiệp bất thiện. Nếu hiện bày ra bằng khẩu thì mình tạo khẩu nghiệp phẫn nộ hay là khẩu nghiệp bất thiện. Khẩu bất thiện, thân nghiệp bất thiện, ý nghiệp bất thiện tất yếu cho quả khổ. Nếu mà cho ra kiếp sinh thức để dẫn đi tái sanh đó ha, thì cái nghiệp sân này ha, tạo ra tâm quan sát thọ xả quả bất thiện dẫn đi tái sanh vào bốn khổ cảnh đó, xin quý vị, bốn cõi khổ đó. Đó thì mình phải thấy ra, mình phải hiểu ra vậy đó, thì bắt đầu đó là mình mới sợ. Từ cái chỗ đó mình sự sợ đó bắt đầu là gì? Mình mới kiềm chế. Mình mới kiềm chế cái cân sân hận của mình giảm dần tí nữa. Rồi còn không đó thì là mình phải khéo tác ý. Mình phải khéo tác ý, mình phải khéo suy nghĩ. Như cái cô Sirima này ha, cô đã giác ngộ ra được đó. Thấy đó là người có một cái như là cái tấm lòng Bồ Tát vậy đó. Thành ra nếu mà mình để cho cái thân hành, khẩu hành của mình hiện bày bởi cái sự phẫn nộ này đó thì đầu mình sẽ bị bể bảy mảnh, quả đất này sẽ không chúng chứa mình nổi đó. Kéo suy nghĩ, kéo tác ý như vậy đó, thì bây giờ cái sự sân hận đó nó cũng giảm bớt đi. Hoặc là còn có nhiều cách khác, xin thưa gì,
Đức Thế Tôn ngài dạy ở trong cuộc đời này nè, mình luân hồi từ vô thủy cho tới giờ đó là không có biết bao nhiêu là tỷ 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 kiếp thôi. Thành ra là gì, ai cũng có thể là cha, ai cũng có thể là mẹ của mình cả. Bây giờ đó mà mình chửi bới người ta nè, mình đánh đập người ta nè, mình hãm hại người ta nè, thì tức là gì? Mình chửi bới cha mẹ mình đánh đập cha mẹ mình, từ chỗ đó đó mình cũng giảm được cái sự sân hận. À, đây là theo cái khía cạnh khéo tác ý. Khéo tác ý có nghĩa là cái gì? Mình khéo suy nghĩ đến cái hướng tốt, khéo suy nghĩ đến điều tốt, khéo suy nghĩ đến ở cái chỗ tốt đẹp. Thì từ cái chỗ đó đó mà sẽ giảm được sự sân hận, giận hờn của mình. Lấy cái sự không sân hận để chiến thắng cái sự sân hận đó, là phải như vậy thì bây giờ mình mới thắng được. Hay theo ngôn từ đó là gì? Là sự lạnh đơn chiến thắng cái sự sân hận bằng sự không sân hận. Là phải chiến thắng có phương pháp và có cách thức vậy đó, thì mình mới giảm bớt được cái sự sân hận đó. Và một khi cái sự sân hận đó mà nó không có hiện bày vậy đó, thì mình sẽ an lạc vô cùng. Tối thiểu nhất là gì? Mình cũng không có bị người khác ta đánh đập nữa, bị pháp luật trừng trị nữa. Rồi là xa xa hơn tí đó là gì? Sau khi đọa, sau khi thân bại mạng chung phải bị đọa. Còn pháp thứ hai, pháp thứ hai là sa thung sa phụ na chi nê, nên chiến thắng điều xấu, điều không tốt đẹp hay là pháp bất thiện bằng phát triển. Vậy thì trước hết mình cũng phải hiểu pháp bất thiện là gì. Cái kết quả của nó ra làm sao? Từ cái chỗ mà mình hiểu nè, pháp bất thiện thì là gì, xin thú vị? Pháp bất thiện nói theo vi diệu pháp là 12 tâm bất thiện cộng 27 sở hữu hợp, đây gọi là pháp bất thiện. Pháp bất thiện này nó thể hiện qua thân hành, khẩu hành, ý hành. Thân hành là gì? Sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Khẩu hành là nói láo nè, nói lời độc ác nè, nói lời hai lưỡi, nói lời nhảm nhí. Ý hành đó là suy nghĩ liên quan đến tham ác nè, sân ác nè, tà kiến ác. Đó, nói rộng ra là gì? Thân hành, ý hành, khẩu hành của mình mà làm bất lợi cho chúng sinh khác, cho bản thân của mình, thì đó được gọi là pháp bất thiện. Và vì rằng thân hành, khẩu hành, ý hành của mình làm bất lợi cho chúng sinh khác, thì tất yếu dẫn đến là gì? Cho kết quả chắc chắn không có vui rồi. Vì làm bất lợi cho người khác mà, làm bất lợi cho người khác thì là có thể gì? Người ta sẽ trả đũa. Anh nói láo tôi phải nói láo lại anh đập tôi phải đập lại anh ăn cắp trộm của tôi phải ăn cắp trộm lại của anh phá hoại gia can của tôi phá hoại lại gia can của anh. Có vay theo kiểu đó, nói theo đời đó là có vay có trả vậy. Thì từ cái chỗ đó mình thấy đó là gì? Pháp bất thiện nó hiện bày ra vậy, nó dẫn đến cái kết quả không có vui chút nào. Rồi mình có mong muốn là mình bị cái kết quả không có vui vậy không? Nếu mình thấy rằng không, kết quả không vui vậy ai muốn, thì từ cái chỗ đó bắt đầu là gì? Mình mới không có thực hành các cái điều bất thiện đó nữa. Tức là mình không có sát sanh, trộm cắp, tà dâm, không có nói láo, nói độc ác, nói hai lưỡi, nói nhảm nhí. Mình không có suy nghĩ tham ác, thân ác, tại cái ác. Tức là mình không có suy nghĩ đến cái chuyện là cái gì vơ vét, không có suy nghĩ đến cái chuyện là hãm hại người ta. Mình cái điều này đó là khi mà mình hiểu ra, mình cam tâm tình nguyện, mình làm, mình tự làm mà, chứ không có ai ép buộc mình cả, xin thú vị. Do quá trình hiểu ra vậy cái mình mới cân đo đong đếm, thấy được cái nhẹ và cái nặng, thấy được cái lợi và cái hại, rồi tự bản thân thân của mình đó là thu thúc, bản thân của mình đó là tu tập ba giới, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Thì khi đó đó ha, mình có thu thúc, có tu tập vậy đó, thì là bắt đầu pháp thiện mới tăng trưởng lên, mà pháp thiện tăng trưởng lên thì là pháp bất thiện nó sẽ giảm đi. Pháp bất thiện nó sẽ giảm đi. Thì khi đó đó là pháp thiện nè mà chiến thắng được pháp bất thiện. Hoặc là gì?
pháp bất thiện bị chiến thắng bởi pháp thiện. Rồi đến pháp thứ ba, Đức Phật ngài dạy là chi nề ta đã ri dằng đà nề nà, nên chiến thắng cái sự hà tiện keo kiết bủn xỉn bằng sự bố thí. Đó, bằng sự bố thí thì mình cũng phải hiểu cái sự bủn xỉn keo kiết là gì. Sự bủn xỉn keo kiết có nghĩa là cái gì, là mình có cái gì đó mình không cho ra thì đó được gọi là keo kiết bủn xỉn. Mình có cái gì mình có cái thân thể nè, tức là có sức lực nè, có cái sức lực là sinh thú gì, rồi mình có một cái tâm nè, rồi mình có một cái đầu óc, đó là những cái gì mà nó gắn liền với mình ha. Từ cái sức lực này nè, từ cái tấm lòng nè, tâm trạng của mình nè, từ cái não bộ của mình ha, thì mình có thể tạo ra của cái vật chất nè, mình có thể tạo ra danh vọng địa vị nè, mình có sức lực nè, rồi nguyên cả một cái cơ thể này nè là do nghiệp quá khứ nó tạo ra, thành ra mình cũng sẽ có ông bà cha mẹ, có thân bằng quyến thuộc này cái nó, thì tất cả những cái đó đó là mình có. Mà những cái có đó đó mình muốn cho ai cái gì cả thì cái đó được gọi là bốn xỉn keo kiết. Rồi khi mà cho đó thì cũng tính toán chi ly, thì cái đó được gọi là hà tiện. Như mình có tiền bạc mình cũng cho nè, mình có công sức mình cũng cho nè, mình có sự hiểu biết mình cũng cho nè, mình có tình thương mến thương của ông bà cha mẹ thân bằng quyến thuộc mình cũng cho ai hết, đó được gọi là bốn xỉn. Mà khi mà mình không cho vậy đó thì sao sinh thú gì? Người xưa họ nói đó, cho đó thì mới còn, chứ còn mà mình sử dụng đó, mình ăn đó thì nó hết. Cho người ta thì tối thiểu cũng còn lại được cái gì, nụ cười của người ta. Cho người ta đó tối thiểu khi mình tối lửa tắt đèn cũng còn có người giúp đỡ. Không giờ mình cho ai gì đó, tức là mình không ban phát cho ai một cái ân huệ, một cái tình thương mến thương nào cả. Thì khi mà đụng chuyến đó thì người ta cũng đưa mắt người ta nhìn mình thấu. Người ta đưa mắt ta nhìn mình thôi thì từ cái chỗ đó mình thấy mình có ước muốn mong muốn vậy không? Mình không ước muốn mong muốn vậy thì bây giờ đó mình phải sống nới rộng cái con tim của mình. Nới rộng cái cõi lòng của mình, nới rộng cái não bộ của mình ra, phải hiểu biết cho nó nhiều nhiều hơn tí, cho toàn. Cái bắt đầu những cái gì mình có đó, cái mình cũng sang sẻ người ta để người ta có được cái niềm vui, người ta có được cái tình thương mến thương, người ta có được cái để phục vụ hỗ trợ đời sống của người ta cho nó tốt hết. Đó, mình sống rộng rãi vậy thì bắt đầu là gì? Cái tính bón rít nè, keo kiết nè, bủn xỉn của mình từ từ nó sẽ giảm. Và vì lòng của mình mà nó rộng rãi vậy ha, thì là bắt đầu dẫn đến là mình có thể để gì hỗ trợ là gì đó, hiếu thuận bậc sanh thành nè, tức là ông ba cha mẹ nè, chăm sóc vợ và con, nuôi dạy con cái nè, cúng dường đến bậc đẳng cúng dường, mình tạo ra cái nhân phước, cái nhân này đó là chư thiên người ta cũng làm vậy, thành ra là gì, rồi sau kiếp ta có thể sanh thiên, rồi bố thí vậy mà đạt đến cái chỗ là gì, xả thí của cái tài sản đó, nó là những cái để hỗ trợ phục vụ cho mình sống ở trong đời sống hiện tại này thôi. Sau khi thân gọi mạng chung mình đâu có tham gia theo được, mình đâu có đem theo được. Khi ra đi tay trắng chẳng mang gì, bỏ con cái bạn đời cùng của cái nè, bắt niên đại thọ bạc tiền nào mua nổi, biển ngọc rừng vàng sao tránh khỏi già nua. Lời thánh nhân nhắc nhở lẽ vô thường, ngắn ngủi lắm kiếp người nên ghi nhớ. Đó, những cái gì mà mình phục vụ con đời này, xuôi tay nhắm mắt một cái đó là bỏ lại tất cả rồi. Hiểu được vậy bắt đầu là gì, mình xả bỏ ra cái nào phục vụ cho mình, báo hiếu ông bà cha mẹ, nuôi dạy con cái thôi, còn dư ra thì mình chia sẻ cho người ta. Nhờ vậy dần dần dẫn đến là không còn tham, không tham dữ nữa. Đó, hiểu, mình hiểu ra được cái giá trị gì thì bắt đầu mình mới xả, mình mới bố thí. Thì khi mà có bố thí, có xả vậy thì là nó sẽ không còn tăng tham nữa. Đó là pháp thứ tư, Đức Thế Tôn ngài dạy: Tất chê na alika qua đi năng, tức là nên chiến thắng cái sự giả dối, lường gạt bằng sự chân thật. Giả dối lường gạt ở đây qua cái duyên sự mình thấy đó, cái cô kia đó, cô Sirima đó ha, cổ là người ta được mướn thôi, nhưng mà bây giờ đó cổ nghĩ cổ là chính,
À, thì cái đó là giả dối, là không có đúng. À, giả dối không có đúng. À, thì sở dĩ đó mà có cái sự giả dối không đúng vậy đó là vì do gì? Do mình niệm tới nơi tới chốn đó. À, mình không nhận ra được cái gì là cái gì. Đó thì giờ ha, mình thấy ra được ha, cái gì là giả dối nè ha. À, cái gì đó là hư hư ngụy nè ha, cái gì là không có đúng nè ha. Hiểu ra được vậy rồi, cái bắt đầu mình mới hiểu cái hậu quả của nó. À, mình không có phải là vợ của người ta mà mình cho rằng mình là vợ của người ta. À, tức là mình chiếm đoạt chồng của ta đó. Đó thì cái hậu quả dẫn đến là gì? Biện tật chứ. À, biện tật giật lại, hoặc là không thì cũng bị người này người kia người ta nói ra nói vô. Sống đâu có được yên ổn đâu, đâu được an lạc đâu. Đó, mình thấy ra, mình hiểu ra cái hậu quả của nó vậy. À, quý vị suy gẫm chiêm nghiệm thì sẽ thấy cái hậu quả của nó nghiêm trọng nhiều 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 hơn nữa. À, mình phải thấy ra được cái mặt trái của nó. Đó, từ cái chỗ đó đó ha, cho mình mới bỏ đi cái sự gian dối đó. À, mình mới bỏ đi cái sự dối trá đó. Thì khi mà bỏ được cái sự gian dối, bỏ được cái sự dối trá đó, đồng nghĩa việc là mình quay về chánh đạo. À, chấp nhận sống với sự thật, sống với cái đúng đắn. Yeah, sống với cái đúng đắn. À, thì cái cô Sirima này nè, cô cũng đã ngộ ra được vậy. À, đây là chồng của ông ta chứ đâu phải chồng của mình. À, đây là nhà của ông ta chứ đâu phải nhà của mình. Của cái vật chất này là của ông ta chứ đâu phải của mình. À, tôi trai tới gái này cũng của ông ta chứ đâu phải của mình. Mình đến đây đó là được người ta mướn mà. À, ngộ ra được vậy đó thì quay về chánh đạo. À, chúng tôi xin thấy hết giờ rồi ha. Thành ra đó là xin được giảng và chia sẻ cái hiểu biết của chúng tôi về bốn pháp mà được Thế Tôn đã trình bày ở trong cái câu kệ này đến toàn thể bà con là như vậy. Mong bà con chúng ta chiêm nghiệm suy gẫm rộng sâu hơn để mỗi khi đụng chuyện ở trong đời sống của mình đó, mình đem ra để đối chọi lại. À, thì lúc đó đó mình sẽ có được cái sự an lạc. À, cao đó thì an lạc của bậc thánh giống như là cái cô Sirima này. À, còn mà thấp thấp đó ha, thì là tối thiểu mình cũng làm cho các cái thiện tâm nó phát khởi lên. Thì ngay khi đó mình cũng có được cái sự an lạc. Và các cái thiện tâm đó, đó ha, nó sẽ làm nhân, làm duyên ha, để đời sau kiếp khác mình được an lạc nhiều hơn. Phước báo phát sanh do sự giảng pháp này, chúng con thành kính cúng dường đến chư Tôn Đức, cầu mong các ngài an vui trong đời sống phàm hạnh. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử, mong quý vị được thanh thông trong đời sống, được tiến hóa ở trong Phật pháp. Phước báo của sự giảng pháp này xin hồi hướng chia đều đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài, những ai có thể tùy hỷ được xin hãy tùy hỷ để được tiến hóa an vui. Nam mô Buddhaya. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân Đại Đức Minh Mẫn đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Đại Đức Minh Mẫn. Và con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dâng mít đến Thượng Tọa Minh Hạnh. Bảo tôi sắp bằng mang lăng ra khăn tôi sắp bề đề của tôi sắp ở bộ trà nơi phá quay nơi xa đà sau thị của anh tư tê. Bảo quả tôi sắp bằng mang lăng ra khăn tôi sắp bề đề của tôi sắp ở đà hàm ma nơi phá quay nơi xa đà sau thị của anh tư tê. Bảo quả tôi sắp bằng mang lăng ra khăn tôi sắp bề đề của tôi sắp ở sân kha nơi phá quay nơi xa đà sau thị của anh tư tê. Tất cả hạnh phúc hàng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thánh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.